Để vẽ đồ thị, chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cột dữ liệu là thời gian chuyển động và độ dài quãng đường đi được. Đầu tiên, chúng ta vẽ hai trục vuông góc cắt nhau tại điểm góc O, gọi là hai trục tọa độ OS và OT, hay TOS và TOT. Trục nằm ngang hay còn gọi là trục hoành OT biểu diễn thời gian. Trục thẳng đứng còn gọi là trục tung OS biểu diễn độ dài của quãng đường. Các trục này được vẽ theo một tỉ xích thích hợp phụ thuộc vào số liệu trong bảng dữ liệu mà các em có. Tùy vào kích thước của trang vở mà các em chia các khoảng cách tỷ lệ phù hợp. Bước tiếp theo, chúng ta phải xác định các điểm biểu diễn quãng đường đi được và thời gian tương ứng. Điểm đầu tiên là điểm xuất phát của chuyển động, điểm O. Khi đó, thời gian là 0 giờ và quãng đường là 0 mét. Tương ứng với các giá trị S và T đều bằng 0 đó các em. Điểm thứ hai tương ứng với thời gian là 0,5 giờ và quãng đường đã đi được là 9 km. Chúng ta xác định vị trí 9 km trên trục tung và 0,5 giờ trên trục hoành. Bây giờ chúng ta vẽ hai đường thẳng đứt nét, một đường thẳng vuông góc với trục hoành và đi qua điểm 0,5 giờ, một đường vuông góc với trục tung đi qua điểm 9 km. Nơi hai đường giao nhau, chúng ta vẽ một điểm. Chúng ta sẽ tìm thêm các điểm còn lại theo cách tương tự để tạo ra các vị trí mà người này đã đi qua trên đồ thị quãng đường thời gian. Cuối cùng, nối các điểm đã vẽ bằng những đoạn thẳng, chúng ta sẽ có đồ thị quãng đường thời gian mà người này đã di chuyển được trong 2 giờ đầu.